Hello các bạn, này là Vân My nè. Rồi thì hôm nay Vân sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc Rider. Và chiếc xe này thì Vân đã lên màu sơn 3D cho các bạn rồi. Như các bạn thấy là màu này là màu đỏ đen nha các bạn. Ở trên cà vẹt của các bạn khi mà mình mua cái dòng xe này, bên Vân cũng sẽ có hỗ trợ đổi màu cà vẹt cho các bạn luôn. Nên là các bạn yên tâm ha, cà vẹt của bạn sẽ là màu đỏ đen nha. Như là mình để ý là ở trên đây sẽ có những cái đường viền này. Ví dụ như mà động cơ này là động cơ DOHC, đây 4 van thì sẽ hiện lên cho các bạn luôn ha, dòng chữ Rider này và thêm một vài tem ở phía dưới nữa, trông rất là đẹp luôn ha các bạn ha. Rồi dòng xe này thì nếu như mà bạn nào mà thích tích hợp xi nhan vô á thì bên Vân cũng sẽ tích hợp xi nhan gọn vô cho các bạn luôn. Cái này là chưa tích hợp nha các bạn, khi mà tích hợp ra thì hay cái này nó sẽ nhỏ rồi tránh va chạm á. Như là bạn nào mà mình muốn để zin như thế này thì mình để luôn, còn bạn nào mà muốn cắt xi nhan tích hợp cho nó nhỏ gọn hơn thì bên Vân cũng sẽ có hỗ trợ các bạn nếu như mà các bạn yêu cầu ha. Rồi phụ kiện thì bên Vân đang có lên một vài phụ kiện xương xương thôi đó. Để bộ này là bộ cơ bản, để nếu như bạn thích lên phụ kiện nào thêm thì bên Vân sẽ hỗ trợ các bạn ha. Về giá thì dòng xe này đang dao động từ 47 triệu, nếu như mà màu sơn 3D thì mình cộng thêm 2 triệu giúp Vân đó, có bao đổi màu cà vẹt cho các bạn luôn nên là mình yên tâm. Và dòng xe này nếu như mà tham gia trả góp á, thì chuẩn bị cho Vân là từ 5 đến 6 triệu trở lên ha. Bạn nào có nhiều hơn thì mình cứ trả nhiều hơn đi, để số tiền lãi góp hàng tháng của bạn sẽ rẻ hơn và số tháng góp của mình nó sẽ ngắn hơn ha. Nhớ giùm Vân là độ tuổi tham gia trả góp là từ 18 tuổi trở lên. Bạn nào năm nay sinh năm 2K5 mà đủ tháng đủ ngày á thì mình đủ điều kiện tham gia góp ha. Hồ sơ chuẩn bị là căn cước công dân cộng với bằng lái để mình dễ đậu hồ sơ hơn nha. Bạn nào mà chưa có căn cước công dân thì kèm chứng minh nhân dân cộng với hộ khẩu giúp Vân ha. Rồi, địa chỉ cửa hàng bên Vân là khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nếu như mà các bạn đến cửa hàng mà có đặt lịch trước bên Vân qua số Zalo của Vân để bên dưới màn hình á là 0877618312 thì Vân sẽ hỗ trợ giảm luôn cho các bạn 1,5 triệu khi các bạn đến cửa hàng mà có đặt lịch trước với Vân ha. Rồi, bạn nào mà thích em xe này hoặc là ghé cửa hàng ủng hộ Vân thì hãy liên hệ nhanh qua Zalo cho Vân ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của Vân. Hẹn gặp lại các bạn tại cửa hàng nhé.